Bi ơi, mẹ đi hái rau mà nó trơn quá, mẹ bị ngã. Ôi mẹ đau chân quá. Bi đi vô nhà nào con nào. Con sao đợi mẹ tự vô nhá. Đi đi vô Bi. Chân mẹ bị bông con quá, mẹ chịu trượt. Bi nghe tiếng mẹ la sao mà con chạy ra đó con hả? Con đi vô nhà trước đi, là mẹ tự vô được mà. Đi đi. Bi ơi mẹ vô được mà, mày nhiều mẹ đâu. Mon ơi. Ôi Mon ơi, mẹ đau chân quá. Rồi rồi, mẹ ngồi được rồi. Ôi mẹ không sao, mẹ không sao nhá. Ôi, mẹ không sao đâu, hai đứa đừng lo nhá. Chân mẹ chắc hơi đau xíu thôi, để mẹ dắt đồ mẹ bỏng hết rồi nè. Để mẹ đi thay đồ đã. Đi xuống đây cho mẹ đi thay đồ đã. Không sao đâu, tí nữa là nó đỡ. Đi xuống đây con. Đi ngồi đây. Đi ngồi trong mon đi. Nào, ngồi trong mon cho mẹ nhá. Mẹ đi thay đồ đã nhá. Mẹ không sao nhá. Mình pha thêm dầu nha. Dầu thơm á.
Ủa, con lấy dầu cho mẹ, con giỏi thế. Sao thế Mon, Mon chạy lần này. Mon cũng lo cho mẹ. Để mẹ bôi dầu nha. Đâu ở đây nè. Mẹ bôi nha. Con sợ mùi dầu hả Mon? Hôm bữa mẹ cô Bi đau xong rồi mẹ bôi dầu cho cô Bi. Bữa nay cô Bi biết là mẹ đau nên là cô Bi cũng bôi dầu cho mẹ phải không? Mon ở đây con, không phải sợ đâu. Mùi dầu thơm mà. Cô Bi ở đây. Rồi, cô Bi đem đi cất đi con, chứ để nó vỡ đấy. Bi đi cất đi con. Ô, con lại lấy cả thuốc dán cho mẹ. Bi giỏi thế. Mẹ cảm ơn Bi nhé. Bi quan tâm cho mẹ quá. Cho mẹ bóp một tí cho nó, cho nó đỡ đau rồi nhá. Để mẹ xem mẹ dán nha. Cái này không ăn được đâu Mon ạ. À, cái này là cao dán á Mon. Mon không biết chứ cô Bi thì biết á. Cô Bi lớn hơn Mon mà. Nếu mà mai mà vẫn còn đau nữa thì chắc là mẹ phải đi khám thôi. Bi giỏi quá. Cái này mình phải cất đi để dành được hôm sau mà. Để ngày mai mình mẹ còn dán nữa nhá. Cái này để mẹ cất được rồi. Đi đâu rồi Bi? Con đi cất cho mẹ đi, mẹ cảm ơn nhá, đi đi. Đi cẩn thận nha. Cô Bi giỏi quá, mẹ cảm ơn cô Bi nhiều nhé. Mẹ thương cô Bi nè. Mẹ thương, con thương mẹ hả? Con thấy mẹ đau chân, con thương mẹ quá hả? Không sao nhé, mẹ không sao. Tí thì mẹ khỏi nhé. Mẹ nghỉ một tí nằm đỡ nhé. Bây giờ mẹ cho hai đứa nằm đây với mẹ nha. Con không phải lo nữa nhé. Nha, mẹ nằm đây tí thì mẹ khỏi nha, không phải lo nha. Yêu nè. Bây giờ nằm đây với mẹ nè. Mà nằm đây với mẹ nào. Mình lấy con này mình gối lên nha. Mon ơi, Mon lên đây. Mon ơi, Mon đang còn nhỏ, Mon ham chơi nha. Cho Mon đi chơi đi, con Bi nằm đây với mẹ nhé. Mon ơi, Mon ơi, Mon lên đây. Nha. Mẹ cảm ơn Bi nhiều nhé. Bi chăm sóc mẹ nhé. Bi chăm sóc mẹ tốt lắm đấy. Bi bên này lớn lắm rồi nhờ.
Để biết yêu thương mẹ, chăm sóc mẹ á. Mon ơi, con nằm đây nè. Nằm đây với mẹ. Mẹ cũng thương Mon á nha. Con nằm đây nhé. Con hôn mẹ cái đi. Ừ. Mẹ. Ủa. Mẹ nha. Nằm đây. Mẹ cũng thương Mon á.